Anh thì là làm trong doanh trại Quân quân đội, đội. mà đây á, thì lại Giáo làm viên. giáo viên. Vâng. Cái gì, cái cơ duyên nào mà gặp nhau ta? À, đúng rồi. Hả? Sao mà Thương gặp được hả? nhau vậy? Đúng không? Vâng. Dạ. Thật ra thì hai vợ chồng em ấy, là cùng quê với nhau. Mà ngoài quê là chúng em là hàng xóm với nhau ấy ạ. Nhưng mà vì anh lớn hơn tuổi em cho nên là từ nhỏ đến lớn em không bao giờ gặp anh cả. Mãi khi em đi vào trong Sài Gòn em đi công tác á, thì em đi đám cưới cùng mẹ thì gặp mẹ của chồng em ở trong đám cưới. Mẹ chồng em thì cũng nói vui đùa một câu là ôi nhìn cháu lớn quá, cháu có muốn làm con dâu bác không? Em cũng không biết là nhà mẹ chồng em có chồng em luôn á. Em cũng nói đùa lại mẹ em là dạ cháu có. Xong rồi hôm đó bác về chắc là bác cũng cho số điện thoại cho chồng em. Thì 2 hôm sau thì thấy nick Facebook của chồng em kết bạn với em. Thời gian đầu á là đâu có được gặp nhau đâu anh. Ừ. Nói chuyện qua Facebook là khoảng tầm phải tầm 4 tháng. Thì trong quá trình nói chuyện với nhau ở trên điện thoại á thì em không có bao giờ gọi video call cả. Nhưng Nghĩa mà ảnh có là gọi video call cho em không? anh gọi video cho em nhưng mà em không chấp nhận. Em chỉ muốn nói chuyện bình thường thôi à. Em cũng cũng ức chế lắm nhưng mà không làm gì được. Bây giờ bạn nữ em khó tính lắm, vợ em khó tính lắm. Dạ. Rồi đến lúc lần đầu tiên nhìn mặt anh như thấy sao? Dạ, anh cũng hay chụp hình tự chụp cho em lắm. Gửi hình cho em thì trên hình em thấy đẹp trai quá trời. Trên hình em thấy đẹp trai quá trời. À, da trắng này. Mê rồi, cũng dạ, khảo sát mắt anh to ạ. này. Dáng body xong búi cao cỡ 1m8 ạ. Ôi, mà bộ đội mà da trắng hả? Dạ đúng rồi. Em cũng không biết là anh chỉnh qua mấy cái app nữa. Em cũng không biết là anh chỉnh qua mấy cái app nữa. Bây giờ hỏi Hoàng nè. Dạ. Lúc đó là anh dùng app gì? Anh dùng có app dùng gì? App không? Hồi đó em cũng chỉnh sửa dữ lắm anh. Trời ơi. Sao sao này? Em sao tính? Ủa nhưng mà đến bao lâu thì mới gặp mặt thật? À, tụi em nói chuyện với nhau cỡ 5-6 tháng gì đó. Thì tụi em mới hẹn nhau gặp nhau. Anh hẹn em là anh đứng ở trước cổng nhà chờ em rồi mình đi chơi. Thì hôm đó em tắm rửa sạch sẽ, mặc quần áo đẹp lắm. Đi ra để đi tìm anh ấy. Thì em chẳng thấy anh đâu cả. Thấy có mỗi cái chiếc xe máy đang có một người đàn ông đang ngồi trên đó. Giống như một ông chú vậy đó. Giống như một ông chú vậy đó. Hậu quả thì xài áp đó nghe chứ. Vừa lùn, vừa đen, lại còn già nữa. Cái em tính chạy lại hỏi là chú ơi chú, chưa có thấy cái anh cao to đẹp trai nào đứng đây chờ con không? Cái anh quay lại, anh bảo, ủa em hả? Lẹ hả? Ủa anh ngoan nè. Em đứng hình mất khoảng độ 5 giây ấy. Xong em nghĩ trong đầu là hay là mình quay xe nhở. Xong cái em bảo là mình quay xe lúc này thì chắc là bất lịch sự lắm. Thôi ráng đi chơi với anh đêm nay đi rồi mai quay xe sau. Lần đầu tiên gặp cô ấy ở ngoài đời đó. Dạ. Thì thấy cô ấy như thế nào? Em lần đầu tiên em gặp cô ấy ngoài đời thì em không gọi là vỡ mộng mà em thấy bất ngờ. Bất ngờ bất gì? Ngờ. Bởi vì cô hôm đó cô make up cô mặc đẹp lắm. Xinh đẹp quá. Hơn cả hôm đi đám cưới, xinh quá. Đêm đó đi chơi thấy làm sao? Đêm đó thì em chở vợ em đi ra bến Nhà Rồng với ra chỗ phố đi bộ Nguyễn Huệ quận nhất anh. Thì đi chơi thì hai đứa hôm đó là cũng trời mưa. Mưa thì bắt đầu mới đi đến chỗ đó trú. Thế là em cũng ngồi nói chuyện gặp vợ em là em bớt run à. Cho nên là em nói chuyện được nhiều lắm. Vợ em thấy cũng khoái khoái. Hai người lúc đó là đã cảm thấy thích nhau luôn chưa? Hay là phải một thời gian sau mới thích? Dạ thì hình như là hôm đó em cũng đã thích anh á. Cũng có tình cảm. Tại vì lúc đầu thì gặp hơi vỡ mộng thôi. Nhưng mà sau khi anh chở em lên trên phố đi bộ Nguyễn Huệ ạ, thì ngồi nghe anh kể chuyện thì anh kể chuyện nghe rất là dễ thương. Và em cũng thích. Xong rồi em cứ thấy anh của cái anh này kỳ ghê. Xuống chơi với mình lâu như vậy, dành thời gian mình cho mình nhiều như vậy, cũng hay tặng quà mình vào các ngày dịp lễ vậy mà không thấy có tình gì với mình hết. Đợt đấy bạn em có dẫn em đi xem một bộ phim ở chiếu rạp á, đó là bộ phim Mắt Biếc. Thì cuối bộ phim có cái câu đó là có hai thứ trong cuộc đời chúng ta không nên bỏ lỡ. Một là chuyến xe cuối cùng, hai là người thực sự quan tâm đến bạn. Thì em thấy từ trước đến giờ có chồng em là người quan tâm em nhiều nhất, thật lòng nhất, thì em cũng không muốn bỏ lỡ chồng em. Cái đêm đó về em tỏ tình với chồng em luôn. Dạ có đây là em xin chào anh Quốc Thuận cũng như là chị Thanh Vân ạ. Hôm nay thì hai vợ chồng em cũng có một món quà nhỏ nhỏ muốn dành tặng cho hai anh chị cũng như là tất cả các khán giả đang xem đài truyền hình nè.
Dạ, cho em xin phép hôm nay chồng em sẽ đờn ca, còn em sẽ múa một điệu múa nhỏ nhỏ. Wow. Chào em, cho em xin phép bỏ trước. Rồi, mời em. Anh có thể chờ em từ sáng đến tối, chỉ ngắm em trong bộ đồ anh yêu, có em ở phía sau, đi đâu cũng được. Em không cần mang son mỗi khi gần anh, 5 phút sau son sẽ mở ngay thôi, vì anh thích hôn lên môi hay lên đâu cũng được. Em không cần make up từ sáng đến tối, anh chót yêu luôn mộc mạc nơi em, em vẫn lung linh khi cần, em sao cũng đẹp. Rồi mai này ta ra đi, em muốn chiếc sân nhà đầy hoa, anh nói em còn bên anh thì sao cũng được. Một tiết mục mở đầu rất là dễ thương, rất là ngọt ngào. Cảm ơn hai vợ chồng nhiều. Đúng rồi. Dạ, nếu mà nói về cái lần đầu tiên gặp gỡ á, thì phải ngược dòng thời gian về 11 năm về trước. Như vậy năm. Là cái mối tình này là lâu dài lắm nha. Đúng rồi. Hồi xưa thì em và chồng em đều là những cô cậu rất là còn trẻ lên Sài Gòn để học tập. Thì em và chồng em cùng học chung một trường đại học, cùng học chung một khoa luôn, cùng chung một lớp. Xong thì em muốn gặp ông này. Thì ông này thì cũng cao to, được gọi là lớp trưởng của lớp nữa. Rất là quan tâm đến tất cả các bạn trong lớp, hay nhắn tin hỏi là chúc buổi sáng vui vẻ, chúc buổi tối tốt lành kia, mà không bao giờ thấy nhắn tin kia. Thì học một thời gian được vài tháng đầu á, thì hỏi ra sao mới biết là do em xài Vina. Do em xài mạng Vina, bạn xài bạn được theo nên bạn không nhắn cho em. Em sợ tốn tiền. Có nghĩa là thật ra đó là nhắn cho cùng mạng á, dạ, cùng nó miễn phí, nó miễn phí đó. Thật sự thì cái việc mà em nhắn tin thì vợ em nó cũng nói hơi quá, tại vì trong lớp em là nó gần tới lớp đại học, em nhớ là gần 60 người. Dạ. Thì em chỉ nhắn với một số bạn mà hiện tại một số em, là bao nhiêu em? Ví dụ như là em nhớ 8 người hay là khoảng 18 người? Khoảng mười mấy người là em đã từng gặp, từng tiếp xúc, từng xin số điện thoại. Dạ. Lúc đó là thậm chí là em chưa có số điện thoại của vợ em. Dạ. Em với chồng em thì chung chơi chung một cái nhóm bạn nữa. Thì hôm đó là có sinh nhật một bạn, thì có một sự cố xảy ra là ông này ông bị mất chiếc xe. Mất xe? Mất chiếc xe máy. Nhưng mà có một chuyện là nhà chồng em thì làm nông, nên cái việc có một chiếc xe máy nó rất là khó khăn. Nên rất là quý. Khi mà biết mất chiếc xe lúc đó thì mình cũng đã có thiện cảm một tí với cái anh này rồi. Xong rồi thấy ảnh lại mất xe, xong rồi cũng nói chuyện này kia. Nhưng mà lúc đó là em thì nhà em ở dưới Cà Mau, gia đình cũng gọi là hơi khá giả một tí, thì em cũng không phải làm một cái bất cứ việc gì hết á. Em chỉ có lên em biết học thôi. Chắc là ông trời thấy em là chỉ học thôi không làm gì hết, nên cho đụng vô này để em biết nhiều việc hơn. Thì bạn này mất xe, tự nhiên em phải lo theo luôn, là em với bạn này cùng đi làm để bù lại chiếc xe đó. Cùng đi làm là lúc đó chưa là gì của nhau mà. Nhưng mà lúc đó cũng đã nhắn tin nói chuyện qua lại, và cũng như là bạn cũng có ngỏ ý là làm quen. Thời điểm đó thì mình cũng chưa có nhiều việc. Mình có mỗi việc học thôi, thì mình cũng muốn đi làm thêm. Thì cũng đi làm thêm chung với bạn này. Em với bạn cùng hùng lại nhau 10 triệu để em về cho nhà bạn. Để nói là do một cái người bạn khác là mất xe, nên thền lại, bồi thường lại ấy. Thì lúc đó chắc là em dạy trai á. Đúng là vậy. Anh đang định nói đây, mà bé nói luôn rồi. Từ đầu em cũng không biết vợ em là ở gia đình khá giả đâu. Vợ em rất là bình thường, không biết trang điểm, không biết, nói chung không biết diện, ăn diện. Và thật sự trong lớp thì em chỉ ấn tượng với vợ em là ăn nói rất là lớn tiếng. Và rất là hổ báo. Quát nạt mấy bạn trai trong lớp luôn. Thấy chưa? Mặt rất là dữ tợn. Nói chung là em không để gì tới vợ em hết. Kể từ sau này em mới bắt đầu chú ý tới vợ em. Và sau này vợ em mới bắt đầu là mới trang điểm, rồi an diện này kia, mới dịu dàng lại. Dạ, dịu dàng lại, đồng tính. Không còn hổ báo nữa. Ấn tượng của chàng trai này trong mắt của Trâm thì sao? Đây là
chàng trai đầu tiên mà em chủ động làm quen. Đây là cái khoảng thời gian mà hai đứa cùng kiếm tiền là khoảng thời gian có nhiều kỷ niệm nhất. Rồi hai người quen nhau bao nhiêu lâu thì đi đến kết hôn? Dạ, quen nhau 7 năm và kết hôn 4 năm. Dạ, là 11 năm tại giờ. Mình tên Viên đúng không ạ? Đúng rồi. Rồi, mình giới thiệu đôi nét về bản thân đi ạ, họ tên, tuổi, rồi công việc, quê quán ạ. Bản thân thì vợ chết nay 10 năm rồi em. Dạ, họ tên, tuổi, rồi hiện tại mình đang ở đâu trước đây anh ơi? Tên tuổi thì Nguyễn Hoàng Viên, quê sinh 1962, quê ở Đức Hòa, Long An. Rồi, mình là đang sống ở Đức Hòa luôn hả anh hả? Sống ở Đức Hòa, Long An. Rồi, mình đang sống với ai anh ha? Sinh 1962. Anh đang sống cùng với ai ạ? Sống một mình. Không con cái gì luôn hả anh? Có một đứa con mà anh gả về ở Đức Huệ 2 năm rồi. Là con gái đi lấy chồng rồi. Gái lấy chồng rồi, một đứa gái. À, còn vợ anh thì mất 10 năm rồi. Mất 10 năm, mất 2013. Dạ. Hiện tại thì anh đang làm công việc gì ở Long An ạ? Hiện tại thì ở nhà thì chạy xe ráp, chạy xe bốn chỗ, chạy ráp với đi nhạc lễ. Chạy ráp và đi nhạc lễ là chạy ráp là xe của anh hay là anh chạy đi chở cho người ta anh ha? Xe nhà. Là anh có xe hơi đúng không? Để anh đi chạy ráp đúng không? Đúng rồi, ai kêu đâu mình chạy đó. Chạy xe dịch vụ đấy đúng không? Rồi thường ngày thì mình đi nhạc lễ, nhạc đám tang đó. Có đi nhạc lễ nữa. Đi nhạc lễ đám tang rồi ở nhà ai kêu chơi xe mình chạy xe ráp đi bệnh viện hay là tất cả đi ở đâu đi chơi rồi này kia mình chạy. Là về trước là về cái khoản kinh tế hoàn cảnh là của anh ổn đúng không? Ok đúng không? Ok thì có nhà thì cũng có ruộng có nhà. Dạ. Bây giờ có ruộng có nhà rồi nên là bây giờ là vợ thì mất 10 năm con gái đi lấy chồng rồi nên là có một mình nên tìm bạn tri kỷ đúng không? Dạ, đúng rồi. Dạ rồi thì anh muốn tìm người bạn như thế nào ạ? Thì nói chung giờ mình không có lựa chọn được rồi. Em ơi giờ cho nên người nào mà thật tình với mình là coi như là sống ok rồi về sống để tuổi già có bệnh có đau này kia nọ có vợ con rồi nó lo phụ chứ nửa đêm nửa hôm thì cũng vất vả lắm. Dạ. Rồi con gái anh có ủng hộ cho anh đi tham gia chương trình không? Không, nó ở trên Đức Huệ, huyện Đức Huệ thì nó cũng tỉnh Long An mà cái huyện Đức Huệ nó xa lắm mà anh không có báo. Nhưng mà ý là bạn con gái có biết anh đi tìm người khác và bạn ấy có đồng ý với việc anh đi tìm một người khác không ấy? Anh có nói nó rồi, nó nói thì nó cũng ok, nó thì ba tìm mẹ đi về sống với ba chứ giờ con lấy chồng rồi là ở xa xuôi làm sao bệnh hoạn lo cho ba được. Nó cũng ok, đâu có gì đâu. Dạ. Rồi, anh Viên là có tài lẻ, có năng khiếu gì đặc biệt không, anh hát hò gì không? Trời ơi, anh đi đợt, thì anh đi đợt nhạc lễ, anh... đúng rồi. Dạ. Anh hát cho bọn em nghe đoạn thử xem nào. Hả? Hát cái gì? Hát một đoạn tặng chương trình em. Trời ơi, giờ hát có một mình hát không có đàn nó gì sao hát được em? Anh lên chương trình anh cũng hát chay mà anh đâu có đàn đâu. Anh muốn bài gì em muốn bài gì thì anh hát bài đó anh thuộc hết là bên cổ bên nhạc anh thuộc hết bị anh đi nhạc lễ anh rành như nó lắm đàn ca tài tử luôn mà. Rồi anh cứ hát tặng bọn em một bài chứ bọn em cũng em miền Bắc nên em cũng không biết là miền Tây là sở trường nhạc gì luôn anh. Thôi bây giờ vậy đi tới chừng nào lên chương trình đi anh hát chứ giờ em phỏng vấn đi anh tâm sự với em chứ giờ ca hát mà không có đàn rồi chứ nó không hay mà. Dạ rồi, ok anh Huy Anh ha, hôm nay chỉ là buổi phỏng vấn sơ lược thôi, có thể chương trình sẽ liên hệ với anh nha. Rồi. Dạ, em cảm ơn anh ạ. Bạn muốn hẹn hò để coi là cách anh nói chuyện như thế nào á. Bây giờ anh giới thiệu giúp em về họ tên, tên tuổi, quê quán, nghề nghiệp của mình nhé. Dạ, em tên là Hồ Viết Tùng, sinh năm 1992, quê ở Khánh Hòa, Cam Ranh, Khánh Hòa. Hiện tại là mình đang mở cái tiệm sửa chữa về điện nước, điện gia dụng, máy lạnh, là mở tại nhà.
Dạ Dũng ơi. Tại Khánh Hòa luôn ha, Tùng ha. Dạ alo ạ. Nhưng mà em ở cửa hàng tại Khánh Hòa luôn hả? Dạ đúng rồi. Khánh Hòa là em ở thành phố Nha Trang hay là em ở huyện nào? Dạ ở huyện Cam Lâm ạ. Cam Lâm hả? Dạ. Cam Lâm thuộc Cam Ranh đúng không? Dạ không, Cam Ranh là thuộc thành phố Cam Ranh, còn Lâm là... À, huyện Cam Lâm là một huyện khác nữa đúng không? Dạ đúng rồi. Ừ. Nhà em mở cái cửa hàng được lâu chưa? Có thợ gì không? Dạ hiện tại thì em làm một mình ạ. Nãy em nói là cửa hàng gì ta? Dạ sửa chữa về điện đó chị ạ. Sửa chữa điện dân dụng đúng không? Điện nước, điện tử, điện gia dụng. Có nghĩa là cái quạt nó hư, cái đèn nó hỏng, các thứ là qua em sửa đó, đúng không? Dạ đúng rồi, mấy lần mấy giặt rồi em sửa đó chị. Điện tử, điện lạnh là làm hết. Dạ đúng rồi. Thu nhập mỗi tháng khoảng bao nhiêu em? Dạ thu nhập mỗi tháng thì tầm khoảng cỡ 10 triệu. 10 triệu một tháng. Ok, rồi điểm mạnh điểm yếu của em là gì vậy Tùng? Dạ, điểm mạnh thì em thì vui vẻ, hòa đồng, nấu ăn, làm việc nhà, những cái đồ linh tinh lặt vặt trong nhà là ví dụ như hư hao gì đó là mình tự làm được hết. Còn điểm yếu thì em ít nói, với lại thẳng tính. Nói chung là điện nước trong nhà hư hỏng cái gì là làm được hết. Nhưng mà có phụ được vợ việc nhà không? Có. Có biết làm việc nhà không? Dạ có. Đâu nhà quét nhà rồi rửa chén rồi làm được hết. Người ta bây giờ phụ nữ cần là giúp được việc nhà thôi, chứ còn cái điện nước các thứ là có thể kêu thợ mà để sửa cũng được. Quan trọng là có nấu ăn để rửa chén được không? Dạ có chứ, mấy vấn đề đó thì làm được hết cho chị. Ủa em đang sống với ai vậy Tùng? Dạ em sống với ba mẹ chị. Ba mẹ có anh chị em gì không? Dạ anh chị em thì có gia đình hết rồi. Em là con út hả? Dạ em là con thứ thứ ba, nhà năm anh chị em. Là con thứ ba nhưng mà thứ tư thứ năm là lấy chồng với vợ hết rồi hả? Dạ hai đứa em có gia đình hết rồi, hai chị cũng có gia đình hết rồi, còn có một mình em. Là hai đứa em rồi hai bà chị em là ở giữa đúng không? Dạ đúng rồi. Ok rồi, vậy thì tình trường của em thì sao nè, bao nhiêu mối tình rồi? Để em thì trải qua tầm 3-4 mối tình, mình đa số là những mối tình là mình toàn mình thương người ta mà người ta không thích mình, gọi là đơn phương á chị. Trời ơi, từ 3-4 mối tình thì tôi cũng đang hỏi là sao 3-4 mối tình mà sao chưa được cái nào kết hôn? Đó là toàn có đơn phương hả? Dạ, toàn là mình thương từ người ta mà người ta không có thương mình nữa. Thương thầm hay là có thổ lộ? Dạ, cũng có, chưa có nói thẳng nhưng mà sau quen được 1-2 tháng cái người khác tới đối phương cái không nói chuyện với em nữa. Bật đèn xanh nữa, bật đèn xanh nhưng mà được 1-2 tháng cái xong rồi cũng thôi luôn. Dạ do cái điểm yếu em là em cũng ít có nói. Ok rồi, thế bây giờ em muốn tìm kiếm mẫu người như thế nào? Em thì cũng đơn giản thôi, nói chung là cũng biết lo cho gia đình rồi biết thì phụ nữ mà thì biết nói chung là hiểu được cái vấn đề về gia đình vậy thôi. Em cũng vậy, giờ mình cũng lớn tuổi rồi á. Không rồi. Còn chơi đồ nữa. Ngoại hình thì sao, tính cách thì sao, tuổi tác thì sao? Vậy em vào Sài Gòn được không? Nếu như bạn gái đang ở Sài Gòn, em có chấp nhận em di chuyển vào Sài Gòn không? Dạ nếu mà bạn nữ đó ở Sài Gòn thì em vô em tìm hiểu rồi chứ. Mà đi được hả? Vào trong này được đúng không?
Dạ đúng rồi chị. Ok, rồi. Tuổi tác thì sao? Lớn hơn em 1-2 tuổi chấp nhận không? Dạ có chứ chị. Lớn 1-2 tuổi Nói dễ vẫn. thế này mà sao vẫn thích bạn gái ta? Tại vì tính em nó hơi hơi kiểu hơi lớn tuổi chút xíu, kiểu mình lo về vấn đề về gia đình nhiều quá nên là mình ít có nói mà yêu đương hay gì đó, em ít có nói được lắm. Rồi, ok, quê quán này có yêu cầu không nè? Hay là ở đâu cũng được nè? Dạ nói chung là em thì bây giờ nếu mà cưới thì em không có thể đi được. Là sao? Tức là em chỉ có ở nơi ở Cam Ranh Khánh Hòa, Cam Lâm Khánh Hòa thôi chị. Tức là đi tìm hiểu thì được, chứ còn mà để cưới ai là gì em không đi được. Tức là bạn đó sẽ phải về về ngoài đó với em đúng không? Dạ đúng rồi chị. Tại vì em đã lập nghiệp, đã mở cửa tiệm, cửa hàng ở ở tại đây rồi nên em không có đi được. Rồi ok, chị hiểu rồi. Thế là em sẽ lập nghiệp ở đó, còn ai chấp nhận tìm hiểu em là cũng phải về đó với em luôn. Dạ đúng rồi Ok, rồi. Cảm ơn em nhiều ha. chị. Rồi, hôm nay chỉ là buổi phỏng vấn sơ lược thôi, nên là có gì thì mình sẽ liên hệ nếu như mà có người phù hợp, có lịch chương trình phù hợp nha. Dạ. Ok, cảm ơn em.